Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong những ngày tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của nhiều người theo đạo Phật thì ăn chay trong tháng này, đặc biệt là ngày rằm, chính là giúp tránh sát sinh, tạo phúc cho chúng sanh, được phù hộ khỏi ma quỷ quấy nhiễu và những điều đen đủi. Tuy nhiên thì thực tế thì ăn chay ngày nay không còn giới hạn trong tôn giáo hay với những người giảm béo chữa bệnh nữa mà đã trở thành một xu hướng của thời đại nhiều bạn trẻ cũng đã bắt đầu tập ăn chay như là một cách để giữ gìn sức khỏe tinh thần cho chính mình vậy vì sao mà ngày càng nhiều người thích ăn chay nó có lợi ích như thế nào ăn chay như thế nào cho phù hợp và để trò chuyện về chủ đề ăn chay ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với vị khách mời của chương trình chị Phạm Thị Ngọc Thanh tổng giám đốc công ty sách và truyền thông Sunflower một người ăn chay từ nhiều năm nay và xin được cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ xin chào Thùy Dương xin chào các quý vị đang theo dõi chương trình chào buổi tối của đài truyền hình kỹ thuật số VTC Ạ. Chị Thanh có thể cho biết là chị ăn chay bắt đầu từ khi nào Và vì sao lúc đó mình lại có ý định là chuyển từ ăn mặn sang ăn chay ạ à, Tôi ăn chay thì cũng bắt đầu từ năm 2015 Nó cũng là một cái duyên tình cờ khi mà tôi có đến thăm một ngôi chùa Ở Hà Nam và một ngôi chùa ở Ninh Bình Thì khi mà đến đây thì tôi có tham gia một cái khóa tu Thì đã được các sư thầy cho ăn rất nhiều những cái món ăn chay Và khi mà ban đầu trước đây ăn thịt ấy thì cái cảm giác của mình đối với ăn thịt nó khác và ăn chay nó hoàn toàn khác à, khi ăn chay thì nó, cái cơ địa của mình nó rất hợp và từ đó thì là mình ăn chay thường xuyên hơn tôi đã ăn chay trong suốt 2 năm liền ăn chay trường như vậy dạ vâng ạ à, như vậy là mình cũng có một khoảng thời gian khá dài À, chuyển từ chế độ ăn mặn sang ăn chay à, và à, có rất là nhiều người giống như chị Thanh khi mà chuyển sang chế độ ăn chay thì họ cũng cảm thấy là cái tinh thần của mình được tịnh tâm hơn và à, cơ thể nhẹ nhàng hơn. À, theo quan sát của chúng tôi thì nếu như mà trước đây khi mà nói đến ăn chay thì mọi người thường là nghĩ đến các nhà sư hoặc những người theo tôn giáo. À, nhưng hiện nay thì ăn chay đã phổ biến trong cộng đồng của chúng ta với rất nhiều những đối tượng đa dạng và thậm chí là có các cả các, các, các bạn trẻ nữa. À, theo chị thì tại sao họ lại chuyển sang ăn chay ạ? cá nhân tôi thì là một Phật tử Tôi cũng đã có duyên với Đạo Phật được đến nay là năm thứ 10 Thì khi mà tôi ăn chay Đối với bản thân tôi thì ăn chay nó Theo như Đạo Phật thì là để không mình không sát sinh Và ăn chay thì đặc biệt có một điều là giúp cho cái cơ thể mình nó thêm tăng thêm sức khỏe nếu như chúng ta ăn thịt thì theo như tôi được biết là ăn thịt sẽ giúp sẽ khiến cho chúng ta có thể mắc rất nhiều những loại bệnh đặc biệt là hiện tại những cái đồ ăn thịt mà nếu như được chăn nuôi mà theo cái quy trình chăn nuôi không đúng ấy, thì có thể dẫn đến rất nhiều bệnh trong đấy. họ nếu như họ cho những cái tăng trọng này nhưng mà với những cái đồ ăn chay thì chúng ta sẽ được ăn những thực phẩm sạch và tốt hơn. thì hiện nay cái xu hướng ăn chay đang rất là phổ biến. các bạn trẻ sẽ thích ăn chay hơn. thứ nhất là chế độ giảm cân. ví dụ như là cách đây khoảng độ một năm trước là là tôi cũng khá là mập này. ví dụ mình đi nhiều công tác nhiều thế là mình cũng ăn cái uh, chế độ ăn uống của mình nó không được tốt lắm thì là tự nhiên mình mập lên thế sau đó thì uh, nhìn thấy mình, cơ thể mình bắt đầu nó phát triển nó mập hơn nhiều là mình lo lắng và quay trở lại với cái chế độ ăn chay trong suốt một năm tiếp theo đó thì là thấy rằng là mình về lại cái cân ban đầu của mình và sức khỏe là vẫn rất là ok thì uh, hiện nay thì các bạn trẻ thứ nhất là về giảm cân này về không sát sinh này và đặc biệt là để cho mình kéo dài thêm cả về cái vấn đề tuổi thọ nữa Dạ vâng ạ. À. À, nhiều người cho rằng là chế độ ăn chay thì dễ gây thiếu chất bởi những cái món ăn chay thường là những cái món rất là đơn điệu và được chế biến từ những cái thành phần như là rau củ quả. À, không biết thì có như vậy thì có đúng hay không ạ? À? À, năm 2016 ấy, thì là tôi có mở một cái quán chay. Sau khi mà được tiếp cận với đồ ăn chay thì à, bắt đầu đi học làm những cái món chay. Thì các bạn cứ nghĩ rằng là ăn chay thì chắc là chỉ ăn rau củ quả luộc thôi nhưng không phải như vậy, món ăn chay nó còn tinh tế hơn cả đồ ăn mặn rất là nhiều lần. Ví dụ như là riêng về nấm, chúng ta có thể chế biến hàng trăm món từ nấm, từ chiên, xào rồi là kho, rất nhiều món tinh tế mà nhiều khi chúng ta ăn không phát hiện ra đấy là đồ ăn chay. Và đặc biệt là các món ăn chay hoàn toàn cung cấp đủ các chế độ dinh dưỡng của chúng ta. Cơ thể chúng ta dung nạp mà như khoa học đã chứng minh là nếu như chúng ta ăn chay trường ấy, chúng ta sẽ còn khỏe hơn cả người ăn ăn mặn bình thường và như là tôi được biết thì ở nước ngoài ví dụ như là ở nước ở một cái bộ tộc là Eskimo Ek, ấy nếu mà họ ăn ăn thịt chưa à, tức là họ ăn thịt trường trong suốt một quãng thời gian dài thì họ thống kê ra là cái tuổi thọ của họ là 36 năm thôi còn ở Peru của Nam Mỹ ấy, là họ ăn chay thuần thì là tuổi thọ của họ lên đến 100 tuổi vâng ạ rất nhiều những thông số ý nghĩa mà chị đã gửi tới cho khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay chúng tôi thấy là có rất là nhiều người ăn chay theo chế độ thực dưỡng vậy thì là một người mà đã ăn chay nhiều năm chị có thể chia sẻ về chế độ thực dưỡng này ăn chay thì nếu như chúng ta ăn mà bình thường là cứ nghĩ rằng là chúng ta ăn hôm nay tôi ăn rau xào rau luộc là ăn chay nhưng mà thực tế thì nếu ăn chay mà muốn ăn để cho nó đúng cách và để cho cơ thể mình nó tiếp nhận được một cách đầy đủ chất dinh dưỡng nhất thì chúng ta phải có một cái thực đơn chúng ta sẽ phải tìm hiểu những cái thực đơn nấu ăn ăn chay ở trên mạng chẳng hạn hoặc là chúng ta có thể tìm hiểu các chuyên gia dinh dưỡng để chúng ta có những cái đồ ăn mà thí dụ như là buổi sáng chúng ta ăn gì trưa chúng ta ăn gì tối chúng ta ăn gì vì nếu không thì đúng là nếu cứ ăn bừa ấy thì chắc chắn là cơ thể nó sẽ bị thiếu chất thật sự còn nếu mà ăn theo đúng cái chế độ dinh dưỡng ví dụ như chúng ta sẽ dùng nạp thêm nhiều nấm này đậu nành này bổ sung rất nhiều những cái thực phẩm có các loại vi chất này thì là hoàn toàn tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vâng ừ, ạ. Cá nhân chị Thanh thì hiện nay chị đang áp dụng cái chế độ ăn chay như thế nào ạ? À, trước đây thì là chị ăn chay trường à, trong 2 năm đầu. Thế nhưng vì là cái công việc của mình nó phải đi giao tiếp nhiều, rồi gặp gỡ các đối tác nhiều thành thử là không không thể kéo dài cái ăn chay đấy bởi vì đôi khi là ngoại giao cho nên là vẫn cứ là vừa ăn chay vừa ăn mặn. Thế nhưng mà do cái cơ thể của chị thì là à, nó thích nghi với ăn chay tốt hơn. Ừ. Cho nên là cứ một tháng thì sẽ ăn chay vào 4 ngày Đó là ngày 14, ngày 15 rằm, ngày mùng 1 và trước ngày mùng 1 Vâng à, ạ, chị có thể chia sẻ là cá nhân cơ thể của mình có những sự thay đổi như thế nào sau khi chuyển sang ăn chay à, với cơ thể của tôi thì là trước tiên ấy dụ như trước đây cái này nó nó à, nếu như ai ăn chay thì sẽ thấy này cơ thể nó sẽ không có mùi đấy cái thứ hai là cơ thể nó khỏe hơn bị cảm thấy nhẹ nhàng hơn và đặc biệt là khi mà ăn chay thì sẽ cảm thấy là cái tâm của mình nó thư thái nó hiền hòa hơn trước đây thì là tôi rất là nóng tính thì dường vô cùng nóng tính ví dụ gặp một cái chuyện gì đấy trong công ty hay thì có thể là thét lên với các bạn ngay thế nhưng mà khi mà ăn chay thì tự nhiên trong cái tâm thức của mình ấy, là mình sẽ tâm niệm rằng thứ nhất ăn chay không sát sinh nó đã là một cái tâm niệm tốt rồi và mình tự cảm thấy rằng là mình phải rèn cái chữ nhẫn ở trong đó Ví dụ như khi đến những cái nhà hàng chay, sẽ thấy là họ bài trí trong nhà hàng rất là thanh nhã, từ cái tiếng nhạc thiền này, cho đến không gian này, sen này, những cái thứ rất là tinh tế và vì vậy nên mình sẽ cảm thấy là cái tâm hồn mình nó an nhiên hơn rất là nhiều. Vâng ạ, mỗi người thì đều có những cái lý do riêng để chọn ăn chay. À, nhưng với cá nhân chị thì đâu là ý nghĩa thực sự của việc ăn chay ạ? À, đối với ăn chay thì với cá nhân tôi nó là thứ nhất là không sát sanh này thứ hai là chúng ta sẽ có thể làm cho sức khỏe mình nó tốt hơn nếu như trong đời sống hàng ngày thì ăn chay đối với các bạn như chúng ta chẳng hạn nó sẽ là cái, cái ưu tiên đầu tiên nó là giảm cân nó sẽ cho chúng ta thứ nhất là đẹp da hơn này hay là chống lão hóa này giảm cân này còn trong đạo phật thì ăn chay là sẽ thứ nhất là không sát xanh thứ hai là chúng ta sẽ thấy yêu thương con vật hơn yêu thương con người hơn và chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta không uh, sát sanh thì bản thân cái tâm tính của ta nó sẽ hiền hòa hơn và đặc biệt là ăn chay sẽ làm cho con người chúng ta là bớt đi những cái tính nóng giận, bớt đi những cái ham muốn bình thường trong ăn uống và chúng ta sẽ cảm thấy là mọi thứ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Vâng ạ. Thùy Dương đã thấy được những cái chia sẻ của chị thấm nhuần những cái triết lý của đạo Phật ở đó. nhưng mà nói thật là không phải ai cũng hiểu được lý do của việc ăn chay mà nhiều người là sẽ chọn ăn chay theo phong trào. Thế như các ăn chay là mình cũng ăn chay vào ngày rằm, vào ngày mùng 1 mà không hiểu rõ về ý nghĩa của nó. Cá nhân chị thì chị cảm thấy câu chuyện này ra sao? Thực ra thì những người mà họ hiểu về ý nghĩa của ăn chay nó rất là tốt. Nhưng mà nếu những người mà không hiểu ý nghĩa của ăn chay nhưng mà họ vẫn ăn chay thì điều đó với tôi là thấy càng, càng tốt hơn bởi vì bây giờ nhá nếu như tất cả xã hội chúng ta ăn chay vì như thì Dương biết không à, như thống kê ấy, ví dụ như là trong ngành chăn nuôi sản xuất chẳng hạn những cái uh, giống vật nuôi mà để cho áp dụng cho đồ ăn thức uống của chúng ta trong bữa cơm hàng ngày ấy, nó đã ra một cái lượng khí nhà kính và lượng khí thải nó gấp rất nhiều lần so với khói từ tàu bay từ xe ô tô từ xe máy nó gấp hàng hàng chục lần như vậy và nó đã làm cho biến đổi khí hậu nó làm cho môi trường sống của chúng ta là càng ngày càng trở nên rất là nguy cấp cho nên cái việc mà chúng ta ăn chay ngoài cái vấn đề mà chúng ta đã chia sẻ thì cái việc ăn chay để bảo vệ môi trường là cái vấn đề mà hiện nay là các bạn trẻ nhiều bạn đã nhận thức được cái điều đấy cho nên là các bạn đã đi ăn chay ví dụ như một số những cái nhà hàng ở hà nội ấy, thì ví dụ hàng tuần là vào thứ bảy chủ nhật là tôi hay đi ăn chay đến nơi là ôi rất là đông các bạn trẻ đến đấy ăn chay và mình cảm thấy rất là vui vì đi ăn chay cũng như là à, mình không phải một mình mình ví dụ như cách đây là sáu bảy năm trước đến quán chay nó vắng lắm chỉ có một hai người lèo tèo nhưng bây giờ đến đông đến nỗi phải xếp hàng cơ và mình cảm thấy là cái giá trị của cái việc là nhân đạo trong việc là không sát sanh cho đến những việc là bảo vệ sức khỏe cả của cá nhân mình rồi đến cái việc là bảo vệ môi trường sống chung quanh đều nằm tại trong một cái quán chay như thế trong một cái đồ ăn chay như thế là mình cảm thấy cái giá trị lan tỏa này dù nó là phong trào đi nữa nó cũng là điều tốt đẹp Dạ vâng ạ. À, với một người đang có ý định tập ăn chay lâu lâu mới ăn chay một bữa thì theo chị à, những người đó thì sẽ bắt đầu như thế nào và chị có lời khuyên như thế nào với mọi người ạ? Thực ra thì không phải ai cũng có thể ăn chay được. Ví dụ như là bạn tôi là tôi nấu ăn chay cho ấy, là ngày nào mà thiếu thịt chẳng hạn ấy là nó bứt rứt rất là khó chịu. Cái việc ăn chay nó phải thứ nhất là phải có duyên với đạo Phật là phải có duyên, còn với cuộc sống hàng ngày nó có phải có cái sự rèn luyện và một thói quen. Với những bạn mà bây giờ chúng ta đã hình thành được cái tư duy là chúng ta nên ăn chay chẳng hạn Vì chúng ta nhìn thấy những cái điều tốt của ăn chay Thì bây giờ chúng ta thực sự mong muốn ăn chay Trước tiên chúng ta hãy ăn một cách từ từ à, Ví dụ như là một tháng thì Thùy Dương có thể là ăn vào ngày rằm này ngày Mùng 1 này Và để làm quen với ăn chay thì đừng có là tự mình nấu một số những cái món ăn Nên là hôm nay tôi chỉ ăn rau xào, mai, mai tôi ăn rau luộc chẳng hạn ấy. Sẽ rất là chán Hãy thử là mình vào Google này Mình tìm kiếm những cái món ăn chay này ví dụ như là tôi là tôi sẽ biết nấu một số món từ nấm rất là ngon hoặc là từ rau củ quả chúng ta có thể tẩm bột chiên này cũng rất ngon hoặc là chúng ta có thể là rủ bạn bè rủ mọi người đi ra các cái nhà hàng thì uh, bây giờ đang có một số những cái nhà hàng buffet chay ấy. họ có hàng trăm món ăn chay mà ở đó chúng ta ăn ngon vô cùng thì dần dần nó sẽ hình thành một cái thói quen và cái cơ thể của mình nó cũng dung nạp được những cái đồ ăn chay thì các bạn sẽ ăn được chay trường hoặc các bạn sẽ ăn được chay nhiều hơn trong những cái bữa ăn thường nhật của mình vâng ạ một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Ngọc Thanh gửi tới cho các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chào buổi tối của ngày hôm nay ạ à, thưa quý vị với nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối của chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại